Tổng thống Joe Biden mời lãnh đạo các hãng công nghệ đến họp tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng với sự tham dự của lãnh đạo các hãng công nghệ lớn để bàn về các vấn đề an ninh mạng. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp vào tối thứ Tư, ngày 25 tháng 8, theo giờ Mỹ tại Nhà Trắng, với sự tham dự của lãnh đạo các hãng công nghệ lớn để thảo luận về nỗ lực của các công ty tư nhân trong việc cải thiện an ninh mạng trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ của các loại mã độc tống tiền và các cuộc tấn công trực tuyến trong thời gian qua. CEO Tim Cook của Apple, CEO Satya Nadella của Microsoft và Andy Jassy, người mới ngồi vào chiếc ghế CEO của Amazon, sẽ tham dự cuộc họp này. Nguồn tin cho biết CEO Sundar Pichai của Google, CEO Arvind Krishna của hãng máy tính IBM và CEO Thomas A. Fanning của hãng năng lượng Southern Co cũng được mời tham dự buổi họp, nhưng chưa rõ có đến tham dự hay không. Các giám đốc sẽ thảo luận cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden về những nỗ lực trong từng lĩnh vực của mình, bao gồm cơ sở hạ tầng mạng, năng lượng, bảo mật thông tin người dùng, để cải thiện các vấn đề về an ninh mạng và hợp tác với chính phủ. Đáng chú ý, dường như chính quyền Biden không mời lãnh đạo Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay, đến tham dự cuộc họp. Đại diện của Apple, Microsoft, Google, Amazon, IBM và Southern Co đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin do Bloomberg đăng tải. Cuộc họp mặt được chính quyền Tổng thống Joe Biden tổ chức trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng và mã độc tống tiền nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đang ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở y tế, các công ty cung cấp năng lượng đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một số nỗ lực nhằm tăng cường các giải pháp an ninh mạng tại các cơ quan liên bang, bao gồm kế hoạch chi 20 tỷ USD để đảm bảo cơ sở hạ tầng hệ thống mạng của nước Mỹ trước các cuộc tấn công mạng. Cũng như Tổng thống Donald Trump trước đây, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với các hãng công nghệ lớn, từng nhiều lần bày tỏ tầm quan trọng của các ông trùm công nghệ trong việc hỗ trợ chính quyền xây dựng các chính sách phù hợp về các vấn đề an toàn thông tin và an ninh mạng.